Giờ mọi người thích mì tương đen hay là mì chăm bông? Để bữa nay mình nấu thử hai cái món này xem nhà mình thích món nào nhất nha. Ở gần nhà mình mấy cái tiệm tạp hóa không có bán mì tươi mọi người, bởi vì mình phải đi chợ. Cua này giống hôm bữa mình mua nè, ở chợ bán nhiều lắm. Đây là mì tươi mà mình hay nấu mì tương đen với mì chăm bông. Mình đi chợ đúng cái ngày trời mưa luôn. Đi tới đây nghe cái mùi bánh bột chiên thơm quá, mình mua hai cái về hai anh em chia nhau ăn. Đi thì không có thấy mưa, tới chợ thì mưa quá trần luôn, mà mình không có cầm dù nữa chứ, mắc mưa đã luôn. Kiểu này mai mà mình bị cảm nữa là không ai chăm ba anh em đó. Để ba tuần hơn gần về thì mình mới nấu bữa tối. Bây giờ mình gỡ mấy cái trang trí Tết này xuống để năm sau có một cái mà chơi tiếp. Ở nhà mình ăn Tết dữ không? Hết Tết thì lâu rồi, nhưng mà hết không khí Tết thì tới bữa nay mới hết nha. Mà quên nữa, Tết năm sau mình cũng muốn về Việt Nam ăn Tết mà ta. Hay là đem mấy cái này về Việt Nam trang trí Tết. Ba chậu hoa nhà mình tới bây giờ vẫn còn tươi á, mọi người tin không? 15 cành một chậu thôi, ba chậu 45 cành mà chơi được lâu ghê luôn á. Cắt một ít ba chỉ này để ăn chút nữa mình nấu tương đen. Bữa nay mình nấu tương đen với thịt thôi, còn hải sản thì mình nấu chăm bông. Hello, hello. Hai ba con nó về nay thấy trống trơn là hỏi đệ đi 364 ngày nữa mình lại trang trí á mà. Ba chỉ này thì mình sẽ thắng giống như thắng mỡ để cho nó vàng giòn lên nha. Xong là hồi mình lấy cái nước mỡ này nè mình quậy tương đen cũng được nữa. Cách này của mình chút nữa lấy thịt làm sốt tương đen ngon lắm á, mọi người thử đi. Rồi bây giờ cục cái chảo dầu này, cái nước mỡ hồi nãy mình cho tương đen vô trong này quậy tầm 3-4 phút nha mọi người. Xong là mình cho ra cái chén. Rồi cho thịt vô lại, cho thêm một ít hành ba rô sắc nhuyễn nữa. Đảo thêm chút nữa thì mình sẽ cho vô trong này một ít rượu nấu ăn, một ít nước tương nha, cho nó thơm lên. Rồi mình sẽ cho hành ba rô với lại bí ngòi. Sau này mà có về Việt Nam bán mì tương đen coi bộ có lý à, mọi người nhớ ủng hộ mình nha. Nói chứ sau này vậy chứ chưa biết chừng nào. Cho sốt tương đen vô trong này rồi là mình phải quậy cho nó tan hết sốt rồi mình mới cho nước vô nha. Chứ không quậy cho nó tan hết là mình cho nước vô nó sẽ bị quắn cục á. Vô trong này mình dùng đường, một chút xíu bột ngọt và một ít dầu hào. Rồi mọi người nhớ gia giảm lại nha. Rồi bây giờ mình dặn lửa nhỏ lại nấu từ từ. Còn cái này đó là mình đang chuẩn bị làm cái mì chăm bông á. Một ít dầu ớt và một ít ớt bột vậy ra cho nó ra tinh dầu rồi mình mới cho rau vô trong này. Nước trắng trắng đó là nước hầm xương. Còn rau thì mọi người cho rau gì cũng được. Bữa nay hải sản thì mình có bạch tuộc với lại là một ít vẹm tôm. Mình có nêm vô trong này bột nêm gà, bột ngọt và một chút xíu muối. Cái nước trắng trắng này là tinh bột khoai tây để giúp cho cái sốt tương đen của mình nó sệt lại á mọi người. Mọi người mà đói có hay bị quạo không? Chứ mình mà đói là mình hay quạo lắm nha. Còn ba thằng Tùng Hơn đói cũng như không đói gì. Nào mà đi làm về muộn mà mình chưa nấu kịp là cũng bình thường lắm, vô phụ luôn á. Tại vì mì rửa với nước lạnh mình sợ để vô thì nó bị nguội cho nên là mình để trên bếp rồi mình để mì vô luôn. Không biết tối nay món nào sẽ đắt nhất chứ mình thấy hai món nào cũng quá chừng là hấp dẫn luôn á. Mọi người thích chăm bông hay là mọi người thích tương đen nhiều nhất? Thôi bây giờ mời mọi người cùng ăn tối chung với cả nhà mình nha. Quá trời cái nồi mì chăm bông này rồi. Con phải trông hết cho nó. Ok. Anh đổ vô đi cho nó. Không lấy cái gì rồi. Ăn một cái cho chắc. Vô không ngon. Ừ. Ừ. Có gì vậy? Không. Có thể hổ không? Chắc có con rồi. Được không? Chắc không? Kim chi củ cải này làm tại nhà dễ lắm mọi người. Để bữa nay mình sẽ làm kim chi củ cải và ăn chung với canh khoai tây hầm xương nha. Cái thớt nhà mình nó cũng cũ rồi, bữa nay mình mới tậu được cái thớt mới, nó hơi to nhưng mà ưng lắm luôn. Bởi vì mình chuẩn bị củ cải từ hôm qua rồi, bữa nay nhận thớt là mình lôi ra làm kim chi luôn. Đúng là cái gì mới xài nó cũng mềm chứ, có tấm thớt này cắt đã luôn. Làm kim chi này củ cải mình cắt to cắt nhỏ gì cũng được mọi người. Nhà mình thì thích cắt nhỏ nhỏ như thế này hơn. Củ cải đó thì mình sẽ cho vô đây 2 muỗng muối nha, rồi mình trộn đều nó lên, cho vô trong này một chút xíu nước nữa. Thời gian để khoảng tầm 40-45 phút thì mình sẽ bắt lên đây cái nồi xương. Ở ngoài đây mình nấu ăn, trong này xưa hơi ngủ sao mà bỏ gói luôn. Này luộc nước đầu tiên xong thì mình sẽ bỏ, xong rồi rửa xương với 1-2 lần nước nữa cho nó sạch bọt dính trên xương. Cái canh này thấy vậy chứ ngon nha mọi người, ăn lần đầu tiên là bị dính luôn. Cho vô trong này một ít rượu nấu ăn để hồi nữa nấu nó không có bị mùi nha mọi người. Hầm cho đến khi nào xương của mình mềm là được. Còn cái này là cải ngâm, hồi nãy mình rửa có nếm thử rồi, nó không mặn không ngọt gì chứ mà nó lạt nhách. Một muỗng tương ớt, một muỗng tương đậu trộn lên để đó chút nữa mình chơi vô canh nha. Cái này trắng trắng là bột nếp với lại là 300ml nước mình quậy lên. Chứ bà nội Hơn cũng siêng làm lắm rồi hay cho mình nữa, mà bây giờ cũng lớn tuổi rồi mọi người ít làm lại. Kim chi này mình làm còn nhanh nha, chứ kim chi cải thảo là bình thường nó phải mất 2 ngày lận. Bởi vì mình hay làm biến ngang rồi bỏ cuộc giữa chừng lắm, làm mấy cái kim chi này nhanh trong ngày luôn là xong rồi. Định lượng cụ thể cái gia vị làm kim chi này thì mình sẽ để trên màn hình cho mọi người tham khảo nha. Sau khoảng tầm 45 phút cái củ cải của mình ra nước quá chừng luôn, cho ra cái gỗ rồi mình để cho nó gáo rồi nó cho gia vị vô.
Nghe tiếng giòn của củ cải đã luôn mà nó không có bị hăng nữa. Ăn cái hậu vị nó ngọt ngọt mọi người. Còn mình làm một củ thì nó sẽ được tầm này nè. Nhà mình ăn được 3-4 ngày. Này mọi người trộn xong mình bỏ ngoài khoảng tầm một đêm là bữa sau ăn ngon luôn. Ăn với canh nè, cộng thôi ăn với mì là cũng ngon lắm luôn á. Bây giờ thì mình để nó qua bên đi. Quay lại cái nồi xương hầm của mình. Sau 40 phút là xương nó bắt đầu sắp mềm là mình cho khoai tây nè, với lại là cái cải ngâm hồi nãy vô luôn. Hồi đó mới qua còn gọi hỏi bà nội tụi Hân nấu món này món kia chứ bây giờ là mình tự nấu luôn. Trong lúc để nồi canh lần hai thì bây giờ mình sẽ đi uống vitamin bổ sung sức khỏe. Mình uống hai lần gồm vitamin tổng hợp nè, đạm với lại là omega 3 nổi tiếng. Còn như buổi sáng mình uống thì có thêm collagen và miếng ngậm trắng da, mà cái hãng này đỉnh thiệt sự luôn mọi người. Thấy sức khỏe với lại là cái làn da mình nó thay đổi mỗi ngày luôn. Ngoài ra còn có mỹ phẩm hỗ trợ giảm cân tiêu mỡ nữa, bạn nào quan tâm thì cứ nhắn cho mình nha. Không phải nói chứ bao xài luôn nha mọi người. Còn đây là cá cơm á, mình sẽ xay nhuyễn ra. Giờ cải ngâm hồi nãy mình cho vô rụt luôn rồi thì mình sẽ cho tỏi hai bột cá cơm nè. Cứ không thể thiếu cho cái món ăn này đó là bột lá mè nha mọi người. Mình sẽ cho vô trong đây khoảng tầm 3 muỗng, rồi cho vô trong này thêm một ít bột ớt nữa. Hồi đầu mình cứ tưởng là dùng kim chi để nấu canh đầy, đâu có biết đâu, nấu xong là bỏ luôn, đâu có ăn được. Sau này tìm hiểu thì mình biết là nấu bằng cải ngâm, rồi là từ đó mình biết nấu canh này là ăn ở nhà không luôn á. Mình cho ra hết nồi điện này để vừa ăn vừa nấu cho nó nóng lâu. Tụng hơn nhà mình thì nó ăn cơm rồi chứ cái canh này nó đâu có ăn được đâu. Cho lên đây chút xíu lá mè nữa rồi mọi người ăn cơm chung với cả nhà mình nha. Cái kim chi xong cô ba. Cho ăn thử cái kim chi này coi. Ngon không? Được không? Được không? Cay quá. Cay quá. Ăn cơm kìa. Cũng mà ngọt à. Được rồi. Ừ. Ôi. Soko